Hôm nay thay mặt ban chấp hành hội Gôn Nghệ An, tôi nhiệt liệt chào mừng 6 câu lạc bộ Mường Thanh Golf Club, LP Golf Club, Golf Cafe Club, Caballo Golf Club và Chóa Golf Club, GG Golf Golf Club và đặc biệt là các thành viên là hội viên của các câu lạc bộ đã cổ vũ theo dõi không khí luyện tập của giải trong mấy tuần vừa qua. Là giải tiên phong, tôi hy vọng các giải tiếp theo ở các năm tiếp theo sẽ có thêm nhiều các câu lạc bộ và nhiều vận động viên tham gia để chúng ta thể xây dựng đây là một cái giải truyền thống của hội. Và tôi xin chúc các cầu thủ, các câu lạc bộ có tâm lý thi đấu tốt, vui vẻ, tinh thần chơi fair play để giải các câu lạc bộ xứng là nơi chơi golf đúng nghĩa của chúng ta. Bây giờ tôi xin tuyên bố khai mạc giải vô địch câu lạc bộ golf Nghệ An 2019. Xin được thăng tung, xin phép khai mạc các vận động viên, xin tuyên thệ thi đấu trung thực, nhiệt tình, hết trách nhiệm. Xin được ạ, xin được ạ, xin được ạ.